Thưa quý vị và các bạn, vụ việc công ty địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc quảng cáo phân lô bán đất nền các dự án bánh vẽ một lần nữa cho thấy lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, thiếu tính minh bạch. Qua hàng loạt vụ việc tương tự bị phanh phui gần đây cũng cho thấy nhiều khách hàng còn quá dễ dãi trong việc tham gia mua bán bất động sản để rồi phải khóc ròng với những dự án ma. Khu đất trống cây cỏ mọc tùm này được quảng bá là dự án khu dân cư Tam Phước tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với diện tích 157 ha. Chủ nhân của dự án là công ty xây dựng thương mại dịch vụ Sài Gòn Cây Cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. 223 khách hàng đã ký mua hơn 500 lô đất nền của dự án bằng hình thức góp vốn, tổng cộng 175 tỷ đồng. Thế nhưng hơn chục năm qua, chưa khách hàng nào có được lô đất của mình, bởi dự án chỉ mới được tỉnh Đồng Nai chấp thuận giới thiệu địa điểm, nhưng chưa được giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng. Hợp đồng góp vốn cho công ty này, thành ra chúng tôi bây giờ coi như là mất trắng, chẳng có cái gì hết á. Tổng cộng số tiền của gia đình chúng tôi là 21 tỷ 660 triệu. Những dự án bánh vẽ được dang bày khắp nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, nơi thị trường bất động sản phát triển nóng. Các dự án ma ngày càng tinh vi hơn, tự đưa khách tham quan, chiêu dụ bằng lợi nhuận khủng qua hình thức bán đa cấp, khiến hàng ngàn người đổ xô tham gia, điển hình nhất là địa ốc Alibaba. Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Alibaba có đến 29 dự án, dù cơ quan chức năng tỉnh chưa tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục giao đất cho công ty này để thực hiện dự án nào. Công ty Alibaba là nói là đầu tư, chỉ là lấy lợi nhuận thôi. Quá 12 tháng là thích thì lấy số đó. Đó là cái hình thức họ lấy tiền của mình để họ đầu tư cái khác. Nhân viên họ thuyết phục, họ nói là anh cứ để nó đi sẽ có lợi. Dự án chưa đủ điều kiện phân lô bán nền, không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thậm chí không có dự án nhưng vẫn quảng bá rầm rộ và lôi kéo, khiến nhiều người lọt bẫy, đổ trăm triệu tiền tỷ vào dự án, nhưng nhiều khách hàng đã không chú trọng tính pháp lý của dự án. Tôi đã góp vốn là 714 triệu là vô góp vốn cho công ty Gòn Cây Cảnh, mà cái chục năm nay là không thấy một cái gì hết. Bên cạnh sự thiếu cẩn trọng để bị sập bẫy của người mua, câu hỏi lớn được đặt ra là vì sao những công ty làm ăn chụp giật với những dự án bánh vẽ vẫn tồn tại trong suốt thời gian dài, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng tới thị trường bất động sản lẫn công tác quản lý đất đai xây dựng. Điều 5 Nghị định 40 năm 2018 quy định đó, thì cái loại hình mà hàng hóa dịch vụ là bất động sản là không thuộc vào cái loại hình mà kinh doanh đa cấp. Kinh doanh đa cấp là cái thuật ngữ nói theo cái kiểu như là cái hoạt động mà lừa đảo chiếm đoạt. Nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý người mua, thì lúc đó sẽ ảnh hưởng thì rất lớn đến thị trường bất động sản. Và cái câu chuyện này là cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước một phần, là đặc biệt là địa phương. Để những dự án ma không còn chỗ tồn tại, không chỉ cần siết chặt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai xây dựng, mà còn cần tăng tính minh bạch công khai cho thị trường bất động sản. Mặt khác, người dân cũng cần là những khách hàng thông minh để không phải mất tiền, khóc ròng vì ăn bánh vẽ.